Xin chào các bạn, hiện tại thì ở đây mình đang có trên tay sản phẩm mới nhất của Apple, đó chính là chiếc loa thông minh Apple HomePod. Và bên cạnh cái tính năng mà để nghe nhạc hay là xem phim thì chiếc loa này còn được tích hợp chị Siri, đó chính là trợ lý ảo thông minh của Apple. Và các bạn có thể hoàn toàn kết nối với các thiết bị khác của Apple như là TV hay là laptop hay là điện thoại gì đó chỉ thông qua một lần kết nối thôi. Rất là đơn giản và rất là thông minh. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đi mở hộp chiếc hộp này ra để xem thử bên trong có gì và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nó nhé. Rồi mở hộp ra nha. Thật sự thì đây là một cái chiếc hộp đựng loa rất là to mà mình được thấy đó. Nhìn nó được thiết kế với tông màu trắng khá là đẹp. Thì theo như mình được biết thì chiếc loa này nó sẽ có hai màu là màu trắng và màu đen. Ở đây thì mình đang cầm trên tay phiên bản màu trắng. Nó rất là nặng 2,5kg. Ở đây thì chỉ có một cái dây nguồn, ngoài ra thì không có gì cả. Chiếc hộp này thì được Apple thiết kế đúc khối ở trong nè, để cố định vị trí của chiếc loa cho nó khỏi có bị va đập để mà bị vỡ loa, hay như một số cái sản phẩm trước đây Apple từng bị do cái cách đóng gói. Rồi, không có gì cả. Bây giờ thì mình sẽ đi hướng dẫn các bạn nhanh cách sử dụng của nó nhé. Rất là đơn giản thôi, bởi vì nó là chiếc loa thông minh mà. Trước hết thì bây giờ các bạn sẽ cắm điện vào ổ điện. Mình đã nhờ anh cameraman cắm rồi. Ở đây thì nó đang hiện ra cái vòng xoay này nè. Nó đang chuẩn bị khởi động. Cô Siri sắp xuất hiện rồi. Khi mà nó khởi động rồi thì nó sẽ có cái tiếng như các bạn vừa nghe. Ở đây thì nó sẽ hiện lên trên điện thoại của mình luôn. Là HomePod nè. Setup. Mình đang ngồi trong office nên mình sẽ chọn là office nhé. Ở đây nó có rất là nhiều chế độ cho các bạn, như là phòng tắm, phòng ngủ, phòng ăn, hay là nhà bếp, hay là phòng khách gì đó. Mình sẽ chọn office. Siri on HomePod này mọi người có thể nói you can talk to Siri, kiểu như là bạn có thể nói chuyện với Siri bằng cách kêu là hi Siri mà, hoặc là chỉ cần chạm vào cái loa này thôi ha, chạm vào cái đỉnh của cái loa đó. Rồi continue. Agree nha. Đó, âm thanh này là điện thoại của mình và HomePod đã kết nối với nhau. Ok, vậy đây thì hiện tại thì họ đang bảo mình là nói chào Siri để mà khởi động Siri lên ha. Thì mình sẽ nói là hey Siri, what can you do? I can do lots of things, like turn on the lights, give you a news update, and tell you about the weather. Now you try. Say, hey Siri, play some music. Hey Siri, play some music. Now tuning in to Beats 1, my favorite radio station on earth. Remember, anytime you have a question, just say, hey Siri. Hey. Đó, vậy là mình không cần phải làm gì cả. Mình chỉ cần nói là hey Siri. Đây, ở đây thì nó sẽ có nút âm lượng luôn. Như các bạn thấy là mình chỉ cần phải nói chuyện với cái loa này thôi là mình có thể ra lệnh cho nó mở nhạc lên rồi. Rất là thông minh. Để mình coi. Và hồi nãy nó có dặn là mỗi lần mà mình muốn nó làm cái gì cho mình thì mình chỉ cần nói là hey Siri thôi. Do đó mình hoàn toàn có thể nói chuyện với cái loa không lo cô đơn, ngồi nói chuyện với cái loa một mình trong phòng. Thì Apple có gợi ý chúng ta là phát nhạc bằng Apple Music, nhưng mà Spotify ngày hôm qua đã vừa xuất hiện ở Việt Nam, cho nên là mình sẽ mở nhạc bằng Spotify. Mình thì chỉ thích những cái thể loại nhạc như này thôi. Bây giờ mình sẽ mở thử cái mở bài của cô Mỹ Tâm. Giờ mình sẽ mở bài cô Mỹ Tâm đang hot. Và cái cảm nhận của mình khi mà nghe chiếc loa này thì âm thanh nó rất là tốt, kiểu nó ấm mà nó rất là vang trong phòng luôn á. Cái phòng mình đang ngồi thì tầm 15 mét vuông, và mình thấy là nó có thể full cái phòng này luôn á.
Nếu mà mở maximum lên thì nói chuyện với đồng nghiệp thì phải la hét gào thét lên thì đồng nghiệp mới nghe. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Chắc là mình phải đổi bài thôi, tại vì cái bài này nó gây ra hiệu ứng ghê quá. Các anh đồng nghiệp của mình thì đang đứng nhảy phía sau lưng mình á. Mình sẽ đổi một bài khác nhé. Mở bolero nha. Mở lại cái bài đầu tiên đi. Về đâu mái tóc người thương. Đối với thể loại nhạc nào thì nó cũng làm cho mình hài lòng cả. Các bạn hoàn toàn có thể mua chiếc loa này về nè, tặng ông bà hay là bố mẹ ở nhà để mà nghe bolero á, cho nó cảm thấy là nó tình cảm hơn, da diết hơn. Rồi, xem như thì mình sẽ thử trải nghiệm với các bạn một vài cái thể loại nhạc như vậy thôi. Để cho các bạn thì cũng đã được nghe thử rồi thì các bạn sẽ để lại comment cho mình biết về cảm nhận của các bạn về cái chất lượng âm thanh của chiếc loa này nhé. Và nếu như có điều kiện thì hãy rinh một em về nhà để mà có thể trải nghiệm âm thanh tốt hơn. Nói tóm lại thì đây là một chiếc loa có thiết kế khá đẹp. Với thiết kế tối giản, bạn hoàn toàn có thể đặt nó lên kệ sách hay là lên bàn làm việc như một món đồ trang trí. Và nó rất là dễ sử dụng, chỉ cần mở hộp ra, cắm điện lên và sử dụng thôi. Nó có thể kết nối được với tất cả các thiết bị của Apple chỉ trong một lần kết nối, miễn là cùng mạng Wi-Fi. Và nó thích hợp để nghe tất cả các thể loại nhạc như là rock, ballad hay là pop hay rất là nhiều thể loại nhạc. Nó thích, do đó thì nó thích hợp với tất cả các thể loại người dùng. Tuy nhiên thì đó cũng là một cái khuyết điểm của nó khi mà nó không quá ưu việt để mà có thể đáp ứng được cái nhu cầu về âm thanh cao của các chuyên gia âm thanh. Còn các bạn cảm thấy như thế nào về chiếc loa này thì để lại comment cho mình biết nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem. Nhớ like, share và subscribe kênh YouTube của tụi mình.